Hello, shop xe Mai Hồng An xin kính chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ với anh em một con Dream Thái, những cái phụ tùng linh kiện của một con Dream Thái đời 2000, đầu 51 nha anh em ha. Đời này đời John xanh 51 đầu. Và đặc biệt có xe này thì Hồng An đã có người chốt 4 món rồi nha anh em. Chỉ còn lại những cái linh kiện máy, phụ tùng máy và những cái linh kiện ngoài. Thì trước tiên thì Hồng An sẽ chia sẻ cho anh em mình chốt đơn những cái linh kiện ngoài, phụ kiện ngoài trên chiếc xe này nha anh em ha. Dàn áo Hồng An cũng đã tháo ra hết rồi nha anh em. Dàn áo là bộ nhựa nè, chóa đèn nè, đồng hồ nè, cốp nè, bộ nhựa đủ luôn nha anh em ha. Và những cái linh kiện trên chiếc xe này, chẳng hạn như câm đùm niền, ba lốc và những cái ba ga cặp cùm, ghi đông soi khỉ gì đó anh em. Còn cục máy thì Hồng An sẽ rã nó ra, rồi Hồng An sẽ chia sẻ sau cho anh em ha. Trước tiên mình sẽ đi chi tiết con xe này là những cái linh kiện đi kèm. Nói chung đây là một con xe đẹp anh em ơi, xe đẹp đầu 51 đời 2001 đó. Thì con xe này thì khách hàng của họ cũng đã có dọn sơ dàn chân, chẳng hạn như là câm đùm niền có sơn si lại thay mới, cặp ba lốc cũng có dặm, cặt te cũng có dặm, cũng có sơn lại đó. Thì cái giá cả Hồng An sẽ đi theo từng món, giới thiệu chi tiết từng món một nha anh em. Những cái phụ kiện này anh em mua về có thể vô những con xe mình đã dọn rồi đó, không cần đem đi dọn nữa ha, ráp lên cho con xe mình trong quá trình rất là đẹp. Thì anh em mua về có thể là mình gắn mình xài luôn nha anh em, không có tốn kém đi sơn si lại ha. Và trước tiên mình sẽ đi vô cái cặp bánh nha anh em ha. Cặp bánh này nói chung là niền mới nè, câm mới nè, đùm thái, có sơn lại. Đâm ra một cặp bánh này rất là đẹp nha anh em ha. Mã Siam Goshi G luôn nha anh em. Siam Goshi ha, mã S luôn nha anh em ha. GS mã S. Câm này câm ok anh em, câm thái nha. Rất là đẹp. Nói chung xe này khách đã dọn một thời gian cũng dài tháng rồi, đâm ra chất ốc rất đẹp nha anh em ha. Anh em mua về anh em về ráp lên nó hay lắm. Nói chung cặp bánh này thì Hồng An bán luôn cho anh em, bánh trước bánh sau 3 triệu nha anh em ha. Có luôn cái vỏ luôn nha, câm đùm niền má đùm 3 triệu nha anh em, 3 triệu anh em ha. Đùm này đùm rim nha, đùm rim thái nha, có sơn lại nha anh em, sơn đẹp nha anh em. Niền là niền mới, câm là câm mới ha, đùm thái sơn lại 3 triệu thôi. Có má luôn nha anh em, má đùm nè, có bá thắng luôn nha anh em ha, đi chung hết. Đẹp lắm nha anh em. Mình xem sơ lại cho anh em ha. Nè, đùm rim nè, má rim luôn nè. Rất đẹp ha, nói chung là đã dọn sơn lại sơ rồi. Câm này câm nói chung là cũng ok ha, câm còn vàng 7 màu nha anh em, đúng câm nha anh em ha, đúng chân câm luôn nha, không có bị lú găng nha anh em ha, đúng câm thái, niền thái, đùm thái, má đùm thái luôn. Rồi bánh sau nha anh em, cặp bánh này 3 triệu anh em ơi ha, 3 triệu nha anh em. Siam Goshi nè em ha, DTS nè, đùm sao cũng vậy luôn nha, cầm cũng còn vàng lắm nha anh em, cầm mới điện mới nha, đùm thì đùm zin có sơn lại, 3 triệu nha anh em, 3 triệu, có luôn vỏ nha, tặng luôn anh em cặp vỏ luôn nha, vỏ này vỏ mới lắm nha anh em, Yokohama nha, vỏ rất là mới. Có vỏ có ruột luôn, bánh trước bánh sau, có luôn cái má luôn nha anh em ha, có 3 triệu thôi. Đẹp nha anh em. Nói chung xe này họ đã dọn cũng trong vòng vài tháng rồi nha anh em, chứ không phải mới dọn đây nha. Em ra nó đi cái màu nó xuống đẹp lắm anh em, nó ngã vàng vàng nè anh em thấy không, đã xuống một thời gian nó ngã vàng nha, chứ không phải là mới đây nha anh em. Em ra anh em vô những con xe mà nói chung là còn mới mới nhìn nó hay lắm,
chứ mình dọn mới quá nhìn nó hơi bị chổi. Cái này nó xuống rồi ha, xuống giống như là xuống thời gian anh em, rất đẹp. Đặc biệt là đùm là không có đóng sơ mi nha anh em ha, bạc đạn là còn nguyên zin nha. Đó. Rất đẹp. Rồi cặp bánh là 3 triệu nha anh em. Rồi tới ba lốc này anh em ha. Nè. Nói chung cũng có bắn nhẹ nha, giải zin nha anh em. Ba lốc này 1,5 triệu nha. Anh em mua về ráp là lên luôn ha. Không cần sơn si lại nha anh em, rất đẹp. Nói chung là dọn đẹp lắm anh em, xe này dọn mà nó xuống lại rất đẹp anh em ha. Có một tông màu à, thấy không? Đó. Nè, anh em nhìn rất đẹp. Ba nắp nồi, nắp lửa nha, nắp đuôi cá 3 triệu nha anh em. Thấy không? Nó rất đẹp, nó mỏng anh em thấy không? Sơn mỏng lắm nha anh em. Đó. Rồi qua bên đây ha. Nói chung là anh em mua về chỉ có gáp lên là mình chạy thôi. Đó. Không có cần dọn gì nữa, không sơn gì nữa anh em. 3,5 triệu anh em ha. Đó. Rất đẹp. Nó xuống là zin rất đẹp nha anh em. Nó dơ anh em ha, 3,5 triệu. Rồi tiếp đến là cặp phục. Cặp phục này cặp phục zin. Cặp phục zin nha anh em ha. Thân xe chưa phục hồi nha anh em. Ti zin nè anh em, không xước gì hết. Như mới luôn. Bảo hành anh em là cặp phục này là xài 3 tháng, không có xì nhớt. Nhúng nhẹ luôn nha anh em. Cặp phục này 1,5 triệu nha. Đó, quá bèo ha. Sơn dặm sẵn hết trơn rồi nha anh em. Sơn sẵn hết rồi nha anh em ha, giờ chỉ có ráp lên thôi nha anh em. Đó, rất đẹp. Cặp phục 1,5 triệu nha. Cặp phục rim Thái, ti zin chưa phục hồi. Đó, vàng sơn có dặm giải zin lại rất đẹp. Đó. Nói chung là xe này dọn đúng màu anh em ha, một tông màu à. Đó. Thì cái khoảng thời gian người ta đi rồi nó xuống lại rất đẹp nha anh em. Nước sơn đẹp lắm anh em ơi. Đó. Mua về anh em ráp xe dọn xe gì cũng được hết ha. Cặp phục 1,5 triệu nha anh em. Phục zin theo xe chưa phục hồi. Ti zin luôn anh em ha, bảo hành anh em 3 tháng không xì nhớt. Rồi tiếp đến cạc te gấp anh em ha, cạc te gấp 1,5 triệu nha anh em, chung luôn nha anh em ha, cạc te gấp 1,5 triệu nha anh em. Nó sơn lại rồi nha, dán tem lại ha. Gấp này giống gấp mới quá anh em ơi. Đó, nói chung thì Hồng ăn bán cái giá chuẩn luôn nha anh em, 1,5 triệu ha. Càng te gấp luôn, có luôn gắt chân luôn. Đó, gấp này gấp mới đi, được cho là gấp mới đi anh em ơi, gấp hàng thái mới á. Rất đẹp. Quá đẹp luôn anh em. Đó, gấp càng te 1,5 triệu ha, có luôn cao su gắt chân hai bên. Chung với càng te, chung với gấp luôn, 1,5 triệu đây nha anh em. Rất đẹp. Nói chung mà không ăn mua giá rẻ bán rẻ anh em ơi ha. Gấp rim anh em nhìn anh em, quá đẹp anh em ơi. Thôi xung các chân có sẵn luôn anh em ha. Tem có sẵn luôn, tem mới nha, mới dán nha. Nói chung xe này khách hàng họ dọn anh em, họ dọn dàn chân thôi anh em. Còn những cái dàn nhựa là còn nguyên zin hết ha. Chỉ dọn dàn chân cho nó sạch sẽ anh em. Chất zin còn mà anh em. Chung là dọn zin này nhìn nó cũng đẹp lắm ha. Dọn dàn chân thôi. Rồi, gấp cạc te 1,5 triệu. Rồi tới phần phục nha anh em ha. Con này phục đẹp nha anh em, rất đẹp. Chân phục còn keo nha anh em ha, đẹp. Nè. Zin nha anh em. Phục này còn keo nha anh em. Rất đẹp cho anh em ha. Phục zin nha. Nói chung là bao anh em dùng không có xì sượng. Chân phục zin là hình nhỏ anh em ơi ha.
hình người nhỏ nha, chân phục đẹp, 2 triệu nha anh em, phục zin nha, chưa phục hồi, 2 triệu nha anh em. Rồi tới quay yên anh em ơi, quay yên còn đẹp nha, nói chung này cũng có hơi bị lông mày chút xíu anh em, nhưng mà nước si còn đẹp lắm ha. Hàng theo xe nha anh em, quay yên đẹp lắm anh em ơi. Quay yên zin nha, chiếc xe này rất là đẹp, xe này đời 2000 mà anh em, là cao su zin còn nha anh em ha. Đẹp quá anh em ơi ha, quay yên anh em nè, em coi nè, không có xét nha anh em ha, rất đẹp. Nước si còn đẹp lắm anh em ơi ha. Nước si còn đẹp nha anh em, chỗ này nó hơi bị chạy chút xíu nha anh em ha. Cao su zin còn ha anh em ha. Rồi quay yên anh em mình về dùng ok luôn đó, rất đẹp. Quay 1 triệu nha anh em ha, có luôn cái cao cao su luôn đó, dành cho những con xe mà vừa thôi anh em ha. Quay 1 triệu. Rồi tới thùng xăng lớn, thùng xăng lớn xăng zin nha anh em, rất đẹp anh em ha. Thùng xăng lớn có luôn cái báo luôn nha anh em, cũng có bị dâm chút xíu anh em ơi, dâm có nha. Cái này nó hơi bị chấp keo chấp sơn chút xíu, cái này đẹp anh em ha. Thùng xăng lớn này 1,5 triệu nha anh em, có luôn cái báo xăng này luôn nha, 1,5 triệu. Quá đã anh em ơi. Rồi đế yên nhựa anh em ha, rất là đẹp. Dây đẹp lắm anh em ơi, vì cái yên này 500 ngàn nha anh em, mua về chỉ có ráp lên mà ngồi thôi ha, không có nhăn nheo cho anh em, dây yên đẹp. Còn dày anh em ha, mút zin mà anh em, mút zin mà anh em, có luôn cái này luôn cho anh em ha, có luôn này cho anh em luôn, chỉ có 500 ngàn thôi đó. Ba anh em ngồi, ba anh em nhúng luôn, tống ba luôn nha anh em, cặp theo xe luôn nha anh em, còn nguyên hết nha anh em ha. Nói chung là đời cao là cái yên nó bằng nhựa nha anh em, đời 2000 là yên nó bằng nhựa rồi đó. 500 ngàn vừa bán vừa cho anh em ơi ha, không mắc đâu anh em, mút zin mà anh em, ngồi rất là êm, 500 ngàn thôi. Rồi tới phần ghi đông soi khỉ anh em ơi, ghi đông này đẹp ha, cùm đẹp luôn nha anh em, bán ghi đông kèm luôn cái dưới nè, rất là đẹp, nước sơn còn dày anh em ơi ha. Ghi đông zin nha, găng là còn bình thường hết, quá đẹp anh em. Ghi đông có luôn ốc tán anh em ha, còn vàng nè anh em, nước sơn dày lắm, không có xét anh em, rất đẹp. Có luôn cái trà sợi thủy luôn ha, còn ốc luôn nha anh em, ghi đông sợi thủy giá rất là tốt nha anh em, đặc biệt là không có công vên nha, không công vên, không có bị đâm đụng té ngã đâu anh em, còn hoạt động bình thường anh em ha, gáp vô ok hết. Ghi đông này không mang bán, giá rất là tốt cho anh em mình dùng, 700 ngàn nha anh em, nước sơn quá đẹp anh em ơi, ốc này chưa có dấu mỡ nha anh em ha, 700 ngàn nha anh em. Rồi cặp cầm ok anh em ơi, cặp cầm zin anh em, ủa máy êm quá anh em, máy đang nổ anh em. Rồi cặp cầm nè anh em, cặp cầm này xài được ok anh em ha, còn đen thui, nút còn rõ hết nha anh em,
cặp cơm nè. Đó. Xe đời cao là nút đề đỏ nha anh em, đời 2000, đời 9998 là nút đề đỏ rồi. Cặp cơm HLBO anh em. Bên đây là nét chữ còn rõ hết. Rất đẹp anh em. Tay thắng toàn anh em ha, tay thắng zin luôn nha anh em. Dây điện nè, không đắt, không cắt, không nối. Không cắt, không nối nha anh em. Còn nguyên hết anh em ơi. Đó. Cặp cùm này giá cho anh em mình chơi, giá tốt luôn. Bao đẹp. Bao đẹp anh em. Đó. Dây điện đầy đủ, không có cắt nối. Cặp cùm này 1,5 triệu nha anh em ha. Cặp cùm này có luôn tay thắng cho anh em luôn nè. Đó. Quá trời anh em cặp cùm này. Cặp cùm này 1,5 triệu nha anh em ha. Nè, cùm đen mung nè. Anh em. Hoạt động bình thường nha, cam kết với anh em là chức năng hoạt động hết nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó. Nói chung là Hồng An đã thử hết trơn rồi, chẳng qua là Hồng An gỡ nó ra thôi nha anh em. Ba anh em là đề hoạt động bình thường anh em ha. Đó. Đây cũng vậy luôn nha anh em. Xi nhan trái phải có hết anh em ha. Qua anh em. Càng có ok luôn nha anh em, dây e nè, có luôn. 1,5 triệu nha anh em ha. Đó. Rồi tiếp đến là đạp thắng. Cái đạp thắng này là 800 ngàn nha anh em. Đạp thắng đời cao nó hơi vuông nha anh em ha. 800 ngàn ra còn dày lắm nha anh em. 800 ngàn. 800 ngàn nha anh em. Quá đẹp anh em ha, 800 ngàn. Đó, nói chung là nó hơi bị đỡ chút xíu thôi. Còn đẹp ha. À, gai anh em. 800 ngàn anh em ha. À. Rồi, vỏ đạp. Vỏ đạp của rim 500 ngàn nha anh em. Nè. Cúng rim nha anh em ha. 500 ngàn. Nè. Có chốt anh em đàng hoàng nha. À. À. Không có bị sàn lắc nha anh em. Còn chốt gài nè anh em. Vỏ đạp rim 500 ngàn đúng hàng rim luôn nha anh em. Rất đẹp. Đẹp quá anh em ơi, nước xi đẹp lắm anh em. Ha, à, anh em nhìn nước xi nè. Còn sáng lắm nha anh em. Không có bị lát, bị chày nha. À, rất đẹp. À, chân tay thì khỏi nói rồi ha anh em ha, theo xe luôn nha anh em. Cao su nè. À, còn mềm lắm nha anh em. Nè, anh em thấy không? Có 500 ngàn rồi nha anh em. Đạp thắng là 800 ha, rồi đạp là 500. Rồi. Cây bô nha, cây bô M2 nè anh em. C100M2 nè, bô như cây kiếm. Bô này đúng đời của nó là đời 2000 nha anh em. Đời 2000 là bô M2 đó anh em. Đó. M2 anh em đang ở nhà mình có một chiếc xe nào mà đang đời 2000 do xanh đó anh em. M2 là đúng bài luôn nha anh em ha. Rất là hay. Ồ, nãy giờ máy nổ anh em nghe anh em. Quá VIP. Cái bô này 4 triệu nha anh em ha. Nói chung là chẳng qua là nó hàng lại cái cổ chút xíu nha anh em, hàng lại khúc này nha. Nếu mà cái bô này mà không hàng là phải cỡ 8 đến 10. 10 triệu một cái bô nha. Hàng là cái cổ khúc này nè, đâm ra mới là còn có 4 triệu nha anh em. Bô này bô zin, tiếng zin, không có móc anh em. Một điều luôn cho anh em, bô rất là đẹp, không có móc anh em ơi, chưa rửa luôn cho anh em ha. Đó. Đó. Hàng cái này nè anh em. Đó. Hàng cái đó đó anh em. Đó. Cũng rất là hay. Đó. Cho anh em coi cái cổ nè. Đó. Nói chung nhìn mặt tiền đẹp lắm anh em ơi, nhìn từ xa anh em. Chúng M2 anh em đời 2000 201 xài được hết. 99 cũng được luôn nha anh em. Bô anh em. Có bô zin nè.
đúng không? Có hàng khúc dưới đó anh em, cái hàng khúc này nè, cái này thôi nha anh em ha, nói chung là nhìn không biết đâu anh em ơi. Cổ bô zin mà anh em, cổ bô zin nha, cổ bô zin theo theo xe luôn nha anh em, cổ bô zin nha. Cổ bô zin đó nha, dĩ zin luôn nha anh em, là dĩ zin luôn nè, à dĩ zin luôn anh em thấy không, dĩ zin nè, dĩ zin cổ bô zin luôn nha anh em, cổ bô zin nè. Có mỗi hàng ở đây thôi anh em ơi. Rất đẹp luôn anh em. Ồ đẹp quá ra anh em. 4 triệu nha anh em ha. 4 triệu cây bô em mà hai. Quá cọp. Rồi tiếp đến là mình cũng muốn hết vấn đề trong chiếc xe này rồi nha anh em ha. Xe rất là đẹp, nói chung sườn này anh em họ chốt rồi. Có một ông khách là quen biết là dặn Hồng Mai cái sườn mà sườn này anh em. Nói chung sườn cọp anh em ơi, sườn như mới luôn anh em. Chiếc xe này chiếc xe đẹp nha anh em ha, rất là đẹp. Chiếc xe rất là đẹp anh em. Ống điện còn đủ hết nha anh em. Dặn Hồng Mai này buộc Hồng Mai giờ phải ngày mai mốt rảnh rớt máy ra ha. Anh em mua đầu lòng mua dên gì đó Hồng Mai sẽ kiểm tra và sẽ quay rất là kỹ từng bộ phận cho anh em luôn đó. Thì cái bình xăng này Hồng Mai sẽ bán cho anh em ha, bình xăng này rồi ok nha anh em, bình xăng đẹp lắm anh em ơi, nãy giờ Hồng Mai đang nổ đó. Bình xăng rim Thái nha, củ đề zin luôn nha anh em, củ đề zin luôn nha. Nói chung thì Hồng Mai sẽ mở ra rồi Hồng Mai sẽ quay từng món một, giờ mình chỉ chia sẻ cái dàn ngoài thôi anh em ha. Đó. Xe quá ok rồi, chiếc xe đẹp lắm anh em ơi. Đó. Rất là đẹp bô nè. Thì giờ anh em tổng thể xem lại sơ lại cái xe của mình anh em ha, để mình chốt đơn nha anh em. Bao tay zin anh em ha, chưa rút nè. Đó. Anh em mua cái ghi đông này tặng kèm cái ống nhựa này luôn ha, mua ghi đông tặng kèm ống nhựa luôn nha anh em. Còn nước đèn tặng kèm ống nhựa cho anh em luôn nha anh em ha, mua ghi đông tặng kèm ống nhựa ha. Cặp cùm của nó nè, nó dơ anh em, chung này không ai phải rửa kỹ lắm, chưa có rửa gì hết nha anh em ha, rất là dơ. Tay thắng còn theo xe nè, tay thắng zin nè, cái dây điện dây chua còn nguyên hết. Nè, ống dây sườn của nó anh em thấy không, không có cắt một cọng luôn nha anh em, xe dây sườn rất là đẹp anh em ơi. Đó. Nè, không cắt một cọng luôn nha anh em ha. Nè anh em coi cái dàn lửa đó nè, hôm nay mai sẽ mở qua lăng ra nha anh em ha. Nè qua lăng dây điện anh em còn nguyên hết nè. Đó. Trời ơi, nhìn cái này hiểu rồi nha anh em ha, chưa có bị vàng mà bị đen đâu anh em, nó còn trong veo à. Mà chiếc xe cỡ này đó anh em, quá cọp anh em ơi ha. Dây sườn anh em còn niêm phong luôn anh em thấy không, quá trời anh em, sườn này quá đẹp. Ông anh nóng dặn đâm ra Hồng An chia sẻ luôn đó. Có người dặn Hồng An chia sẻ cái sườn đó. Quá trời anh em. Rồi anh em coi nè, chản ba nè, thấy không? Chản ba chưa dấu mở nè, anh em thấy không? Chén cổ này chưa siết, chưa canh chỉnh nè, anh em thấy không? Còn vàng ươm bảy màu hết trơn nè, ở sườn như mới. Đó, nhìn là cái sản phẩm của mình anh em chốt đây anh em. Nè. Phuộc nè. Má đâm nè. Câm nè. Rất đẹp anh em. Nói chung xe này anh em mua về là không có tốn kém luôn, ráp lên xe dọn cũng được mà xe cũ cũng được, ráp dễ lắm anh em ơi ha. Mua ráp xe dọn cũng được mà mua xe dựng cũng được hoặc xe zin cũng được, tùy anh em thôi anh em.
cái thùng sơn rất là đẹp anh em, rất là mỏng anh em ha. Đó, rất là mỏng. Đó, mỏng lắm anh em. Đẹp ha. Đẹp, đây anh em coi nè, rất là mỏng. Đó. Quá đẹp. Đẹp quá anh em ơi. Rồi ba lóc này ha. Rất đẹp nha anh em. Đó, nói chung thì anh em muốn chốt từng đơn, Hồng An sẽ để lại số điện thoại nha. Anh em để dưới phần bình luận, Hồng An sẽ báo giá cho anh em. Nhớ để lại số điện thoại, Hồng An sẽ báo giá cho anh em nha. Anh em để dưới phần bình luận ở dưới đó, chốt đơn hàng nào đó. Nói chung giá Hồng An cũng có ghi rõ hết rồi trong cái clip rồi nha anh em. Ba nắp là 1,5 triệu nè, cạch te dưới gấp nè là 1,5 triệu luôn nha anh em. Nó phuộc nè, quay yên nè, đều có giá. Anh em mình xem là cái clip nha anh em. Nói chung là cái niền sao đẹp lắm anh em ơi ha, niền sao rất đẹp. Đó. Đó, anh em rất đẹp, xem kỹ lại để mình chốt chứ sợ xem không hết anh em ha. Đó. Câm niền nè, cái này cặp cua Thái nha anh em ha. Đó. Sát chân câm. Chặt tay khỏi nói rồi, chặt tay gấp anh em nhìn nè. Nói chung anh em mua những món này về anh em gấp lên xe nó dễ lắm ha, không có tốn kém, không có cần sơn xây lại ha. Mà xe gấp xây dựng cũng được, mà xe gì cũng được hết ha. Họ đã dọn rồi, nó xuống lại rất là đẹp anh em ha. Mà đúng đồ hết trơn nha anh em ha, đúng hàng ha. Cặp bánh là 3 triệu có luôn má, hai bên má trước má sau ha anh em ha. À, có luôn cặp vỏ tặng anh em luôn. Vỏ này vỏ Yokohama anh em, vỏ rùa tặng luôn nha anh em. Rồi gấp nè, gấp đẹp. Rất là đẹp. Có luôn cao su anh em ha. Anh em mua gấp có luôn cái cao cao su luôn nha anh em. Sườn bọng đẹp lắm anh em, cái này. Quá cặp. Máy giữa chưa trẻ đâu anh em, máy này chưa trẻ máy đâu, Hồng An buộc phải trẻ trẻ luôn nha để bán đồ cho anh em luôn. Rờ le nè, học bình nè, sạc nè, nói chung hàng theo xe tới giờ, chủ xe chỉ có dọn dàn chân thôi anh em ơi ha. Anh em nhìn cái kỹ chiếc xe này nè, dàn nhựa nè, chúng đồ theo xe nhiều dữ lắm anh em. Chỉ có dọn dàn chân là cho nó như đi cho theo cái phong cách mới thôi, chứ không phải dọn hết cho anh em ha. Và chiếc xe nó có anh em, chỉ có dọn là cái lốc, dàn chân, dàn bạc đó, như vậy thôi thì rất là đẹp. Rồi giờ mình đi tiếp cái đồng hồ anh em ha. Đồng hồ 1,5 triệu nha anh em. Nè anh em coi kỹ anh em ơi, nó có cộng dây này, cộng dây là cốt pha đó, câu riêng nha, bị đứt đó anh em. Mọi chức năng hoạt động bình thường nha anh em ha, 1,5 triệu. Chức năng hoạt động bình thường ha, bao anh em nha. Kim xăng, công đờ mét, xi nhan đầy đủ hết. 1,5 triệu nha anh em. Mặt đồng hồ ha. Kim cũng còn ok nha anh em. Vẫn còn ok ha, 1,5 triệu thôi. Em nhìn dây điện nè. Công đờ mét này chưa mở đâu anh em. Dây điện còn zin hết, ngoại trừ cái cộng dây này, cộng dây cốt pha đồng hồ anh em. Anh em câu vô ha. Rồi tới cái đèn, nói chung đèn này cũng có thay rồi ha. Đèn này đèn Thái mới nè anh em, hàng mới nè, hàng mới này không rẻ nha, cũng 500 ngàn nha anh em. Cái đèn này nè 500 ngàn nha anh em. Đèn này đèn zin á, chóa đèn zin đó anh em. 500 ngàn. Đó, anh em mua cái đèn này không là được 500 ngàn nè, có được luôn cái kìa ngoài anh em, 500 ngàn thôi nha anh em ha. Có luôn cái chui đèn, bóng đèn, có luôn cái kìa ngoài, 500 ngàn thôi anh em. Đó. Rồi anh em mua đuôi đèn sau, luôn cặp xi nhan, 500 ngàn nha anh em.
chấu còn nguyên ha, không có gãy nha anh em nè. À, không có gãy nha. À, có luôn dây điện luôn, 500.000 nha anh em. Đuôi đèn sau tặng kèm cặp xi nhan trước, có luôn dây điện ha, đuôi đèn. À, không có bị gãy, còn nguyên hết nha anh em, không bị gãy nha. À, có 500.000 thôi nha anh em, có bóng luôn nha anh em. À, nè chụp xi nhan nè, có dây điện còn nguyên zin anh em. Nè, còn theo xe hết ha, dây là không cắt không nói nè. À, đủ dây luôn. À, quá rẻ nha anh em, mua rẻ bán rẻ nha anh em ha. À, này zin anh em thấy không, mờ mờ nè. À, rồi tặng kẹp luôn ha, đuôi đèn sau cặp xi nhan 500, đèn trước 500, anh em mua hết là 1 triệu vậy thôi anh em. Anh em mua lẻ bán lẻ, mua lẻ là mua cái đèn trước thì 500, đèn sau có xi nhan là 500, tùy anh em mua thôi anh em. À, dây điện còn nguyên anh em, không cắt không nói nha anh em ha. Rồi cuối cùng là đi tới dàn nhựa rồi nha anh em. Anh em đang cần bộ nhựa để về mình ráp xe vừa vừa, xe chơi tùy anh em ha. À, bộ nhựa này nói chung là nhựa theo xe, kiểm tra kỹ rồi nha anh em. Đời 2000 nha, 2201 anh em, xài chung mà anh em. Nè, anh em coi kỹ nha. Trước tiên là nói chung là dàn khớp là ok ha, khích chịch, không có bị hở nha anh em, đúng của nó nha, tem zin anh em, cài không ra đâu anh em ơi. Tem zin nha, mặt zin nha, chứ không phải tem dán lên nha. À, nói chung là những cái dàn nhựa này đều có đát hết, đát 2201 anh em, kiểm tra rất là kỹ. Nó bị gãy chỗ này chút xíu nha anh em ha. À, kiểm tra rất là kỹ rồi nha anh em. À, còn nguyên zin hết, và phần này bị mẻ một miếng. À, vàng nhựa nha, không ăn bán nguyên vàng nhựa nha anh em, anh em cần lẻ bán lẻ luôn nha. À, rất đẹp, sơn zin anh em, nước sơn đẹp lắm anh em ơi. Ừ, sơn rất là dày ha, nói chung là xe này và nước sơn dày lắm anh em. À, một màu một. À, anh em về ráp lên luôn ha anh em ha. À, đó, ông quay rất là kỹ nha anh em, anh em mình xem sơn zin nha, cam kết không bắn không dặm nha anh em ha, sơn zin tem zin. À, nguyên vài nhựa này ông ăn bán có 3 triệu nha anh em, nhanh nhanh nha. À, 3 triệu nguyên vài nhựa, có miếng chày anh em ha, mở về bị chạy nha anh em, mà phần này ok anh em ha, không có gãy nha anh em. À, rất đẹp. Rất đẹp nha anh em. À, hai bên đều bị chạy hết nè anh em ha. Có cái gì quẹt anh em. À. À. Rồi hỏi về ok anh em ha, nói chung là không có bị nứt nha anh em, chày là phải có anh em ha. À, nói chung là không ăn tánh, không ăn kỹ lắm nha anh em, nước sơn á nói chung là dày lắm anh em ơi. À, chày mỏ về thôi nha anh em. À, rồi tới cái phần cốp, phần cốp tem zin anh em. Ừ, cam kết anh em là tem zin nha. Bộ áo này 3 triệu quá rẻ anh em ơi ha, tranh thủ mình mua nha anh em, 3 triệu bộ áo này nha. Đó, có 3 triệu thôi anh em ơi, tem zin theo xe, không có bị bạc bị bay nha anh em, có chạy chạy anh em ha. Nói chung anh em xin giờ anh em bán lại đẹp lắm anh em, nó dơ thôi anh em ha. Đó, nè còn nguyên hết anh em, tạm em giả cái đèn á, nhưng mà tắt cái đèn anh em nhìn nó đẹp lắm nè, em tắt cái đèn nè anh em thấy nè, tắt đèn nó sẽ khác nha anh em ha. Đó, thấy không,
Tại mình mở đèn này nói chung là nó sẽ thấy hết. Đó. Còn tắt đèn nhìn rất là đẹp. Anh em thấy không? Đó, tắt đèn nè, anh em nhìn đâu gì đâu. Đó. Nước sơn còn dày ha. Đó. Tem còn đẹp. Đó anh em. Quá đẹp. Đó. Quay đem, mày đang có bỏ về cho anh em xem nè. Đó. Nói chung này tắt đèn nó sẽ khác nha anh em. Anh em ra ngoài nắng nó sẽ khác nữa nha anh em ha. Rất là đẹp cho anh em. Đó. Nói chung quay dàn áo mà mở đèn là nói chung nó xấu lắm. Đó. Thấy chưa anh em, rất là đẹp anh em thấy không? Đặc biệt nước sơn nó dày lắm anh em ơi. Nói chung là xe này chiếc xe đẹp mà anh em. Chiếc xe đẹp đâm ra nó cũng không đến nổi đâu anh em ơi ha. Đó. Quay lại chó đèn nè cho anh em nhìn kỹ nè, cái mặt nè, dựng của nó nè. Đó, dựng của nó nè anh em. Quá trời anh em thấy không? Chưa. Đó. Bị mỏ về chút xíu chỗ này thôi. Thấy chưa này, mặt trên mặt dưới nè. Đẹp game, đẹp lắm anh em. Rồi, tiếp đến mặt nạ anh em ha. Mặt nạ anh em. Ồ, mặt đẹp quá anh em ơi. Mặt xe zin nha. Mặt xe này zin nha anh em. Còn rất là đậm ha anh em ha. Mặt xe zin nè. Trời ơi, đẹp quá anh em. Đó. Hàng này hàng đẹp. Đó. Ốc tán chưa có dấu mở nha anh em. Nè, không có bể anh em ha. Đó. Nói chung anh em mua cái bộ dựa này về lời anh em ơi. Nói chung thì mua một món hàng hai món là đã lời rồi. Chúng mà mang vừa bán vừa cho thêm anh em. Chứ 3 triệu quá rẻ. Anh em thử đi mua miếng lẻ này thôi. Mua miếng trên là đã 1 triệu rưỡi rồi. Chứ đừng nói cặp cớp này anh em ha. Mặt nạ này anh em mua thử đi, mua đi dinh cả cái triệu bạc anh em. Mặt si này không rẻ nha anh em ha. Đó. Mà mình bán nguyên bộ cho anh em, cho anh em về ráp, vừa bán vừa tặng vừa cho luôn. Đó. Quá đẹp. Đó. Nè, có mắt mèo nữa anh em, thấy không? Nè. Mắt mèo zin anh em. Kèm theo xe nè anh em, nó mờ mờ thấy chưa? Rất đẹp. Hàng zin nha anh em, kiểm tra rồi đó, bên trong đó. Đó. Cặp cốp nhựa ha. À. Rất là ok. Bên trong anh em. À. Có năm có đát có tháng hết. Anh em. À. Mắt mèo đó nè. Bên trái bên phải có hết anh em nè. Đồ hãng đeo xe nó mờ mờ anh em. Cái nhựa mờ nha, chứ không phải bóng nha. Bóng là hàng mới không nha anh em. Nhựa zin nó mờ mờ anh em, nhám nhám đó, anh em nhìn kỹ nè. Nhám nhám mờ mờ anh em, thấy không? Nè. Mấy cái chỗ này còn nguyên hết, không có gãy chỗ nào trơn nha anh em. Mình thấy chưa, rất là đẹp. Thấy không? Nè. Không có gãy luôn nha anh em ha. Đó. Nhìn cái mấu của nó nè, rất đẹp nè, mấu zin của nó nè. Nói chung hàng zin anh em nhìn cái mấu zin là hiểu rồi anh em. Đó, móc zin của nó nè. Những cái hàng mới nó sẽ khác nha anh em. Nè, zin nè. Đó, theo xe nè, mẫu zin của nó nè. Đó. Nè, mẫu zin nè. Đó. Rồi cuối cùng là cái đuôi về ha anh em ha. Cái đuôi này nói chung có một cái lỗi duy nhất. Bị gãy chỗ này ha. Đó. Anh em mua về anh em cho tiệm hàng mũ á, họ xử lý lại rồi nó dễ lắm. Đa số chục chiếc là nó đều gãy hết. Đó. Đó. Phần này đẹp anh em ha. Nói chung cái phần này bên đây nè. Cái sơn dày nha anh em. Rất là dày anh em ha. Sơn zin nha. Đó, nó còn chiếu cái tí nữa cho anh em. Sơn zin nè. Đó, sơn zin nè. À, chưa chùi cho anh em ha. Này bát cái đám mới lắm anh em ơi. Nè, mà vuốt nhẹ ra anh em thấy không? Đó, nó lên màu ra chưa anh em. Đó, tại mình dơ á, rồi bụi nó bám mình chưa có rửa anh em. Rồi mình gỡ ra luôn á. Thấy không? Thấy chưa? Đó. Rất đẹp. Đó. Có lỗi đúng cái phần bên bển đó anh em. Nè. Nè.
quá đẹp em ha. Trời ơi anh em về xiên về bát bộ áo này đẹp lắm anh em ơi. Mặt này nó nhìn biết liền nè, nè rút lại nè nha. Đây nè đẹp mê ly, tem bị rách đây không ăn xé xé luôn anh em ơi, nó bị rách đó không ăn xé xé luôn, cho anh em về anh em ráp nó dễ hơn anh em. Cũng về ráp ok anh em ha. Rồi nói chung này ok rồi nha anh em, bộ nhựa 3 triệu thôi nha anh em, nhanh nhanh nha. Nói chung số lượng có hạn, không phải dễ có đâu anh em ơi. Xin cảm ơn cả nhà đã xem nha, và nói chung thì số tài khoản của xe máy Hồng An này nói chung là duy nhất chỉ có một cho anh em ha. Anh em chốt đơn chuyển khoản Hồng An sẽ ship từng nhà từng giường cho anh em luôn. Số tài khoản và số điện thoại Hồng An nè anh em, có Zalo đầy đủ hết, anh em cần hình ảnh chi tiết Hồng An sẽ chụp cho anh em từng bộ phận một rõ hơn cho anh em mình xem nữa nha anh em. Nhớ nha, nhớ chuyển khoản Hồng An mới gọi là chốt nha, và ship đơn cho anh em. Ở bên Hồng An có thu hộ nha anh em ha, có nhận thu hộ cho anh em, anh em chuyển cọc Hồng An sẽ ship đơn và thu hộ, có nhờ nhân viên họ đến thu hộ, anh em chỉ cần là chốt đơn chuyển cọc là sẽ giao từng nhà từng giường cho anh em thôi anh em ha. Trong những sản phẩm ở đây Hồng An bán đều có bảo hành anh em 3 tháng sử dụng hết tất cả linh kiện máy móc, từ cái đồng hồ cơ hoặc những cái chi tiết trong máy, hoặc những cái bộ phận thủy lực chẳng hạn như nhúng và dàn điện IC sườn, nó như vậy thôi nha anh em. Rồi bye bye cả nhà nha, bye bye.